Vừa qua, Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên. Đây là bước tiến mới trong phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu, góp phần mang lại nhiều cơ hội cho bệnh nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo. Đây là bệnh nhân mắc chứng đa u tủy xương giai đoạn 3, được Bệnh viện Đà Nẵng tiến hành ghép tế bào gốc tự thân thành công vừa qua. Với bệnh nhân này, hôm nay là ngày thật đặc biệt, sau thời gian dài điều trị tại bệnh viện để chống chọi với căn bệnh ác tính. Tôi thấy trước khi ghép thì con người thì cũng mệt mũa này nọ, mà ra khi ghép sang rồi từ từ con người cũng phải dần dần. Ghép tế bào gốc tạo máu tự thân như trường hợp của bệnh nhân Lê Thị Ca là phương pháp lấy tế bào gốc của chính người bệnh ghép lại cho người bệnh. Các tế bào gốc hỗ trợ và giúp phục hồi nhanh chóng hệ thống sinh máu của người bệnh sau hóa trị liều cao. Việc làm chủ kỹ thuật này giúp mở ra cơ hội điều trị cho rất nhiều loại bệnh như bạch cầu, hội chứng tăng sinh tủy, bệnh đa u tủy. Việc ghép tế bào gốc tự thân thì đối với bệnh đa u tủy sẽ cải thiện được cái thời gian sống và như thời gian lui bệnh, đặc biệt là những cái bệnh nhân nguy cơ cao, yếu tố nguy cao như bệnh nhân ca của mình, cũng coi như là một cái đợt hóa trị để mà tăng cao cái hiệu quả điều trị cũng như kéo dài thời gian sống của bệnh nhân hơn. Cũng hy vọng rất nhiều là sẽ triển khai được cả ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài. Nếu mà chúng ta làm được tất cả những cái điều đó thì nó mang lại được rất là nhiều những cái lợi ích cho bệnh nhân mắc các cái bệnh máu nói riêng và nói chung là mắc các bệnh ung thư mà có chỉ định ghép tế bào gốc tạo máu. Trước đó, từ cuối năm 2016, với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Nhật Bản, Bệnh viện Đà Nẵng cũng đã triển khai thành công việc ghép tế bào gốc để điều trị chấn thương tủy sống. Với định hướng chuyên khoa sâu, nhiều kỹ thuật y tế hiện đại khác cũng đã được triển khai suốt thời gian qua. Và tương lai không xa, Trung tâm Ghép Tạng và Cấy Ghép Tế Bào Gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng sẽ là địa chỉ tin cậy với bệnh nhân Đà Nẵng và các địa phương lân cận.